Súp đồ xưa Khải Hoàng xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em mới về được thêm hai cây dao cạo râu. Theo số thứ tự là em đánh số để cho quý cô chú anh chị tiện theo dõi ha. Cây số 9 và cây số 10. Rồi, dao cạo râu này là hệ số bằng đồng thau mạ chrome. Cái màu đồng vàng này là màu đồng hả quý cô chú anh chị? Màu trắng là màu xi mạ chrome á. Đây là cây số 10. Tất cả dao cạo râu này đều có đóng chữ USA ha quý cô chú anh chị. Cạo râu của Mỹ. Còn xài tốt. Rồi trên này là cái hệ số để mình tăng đơ để cho cái độ hở của cái dao lam để cho nó rộng. Là sử dụng dành cho râu cứng, còn số 1 là dành cho những râu mềm ha. Này, đã dặn thì dao đã hở ra, đây ở trong còn tương đối đẹp. Này đọc chữ USA đây theo quý cô chú anh chị. Rồi tình trạng cái số 10 cũng đẹp luôn. Qua 5 tháng vẫn còn cái nước xi. Rồi, đẹp ha. Tất cả đều đóng chữ USA. Rồi em xin giao lưu với quý cô chú anh chị là một cây 700 ngàn ha. 700 ngàn cộng ship, ai mua hai cây thì em bao ship luôn. Hàng sẵn có tại shop đồ xưa Khải Hoàng. Số điện thoại liên hệ 0914862110. Địa chỉ shop tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.